Bổ sung canxi cho con hiệu quả thì cần phải nhớ 7 điều sau. Hãy theo dõi đến hết video để xem mình có mắc phải cái lỗi nào không và điều chỉnh ngay lập tức từ hôm nay để giúp cho con phát triển chiều cao một cách tối đa các mẹ nhé. Thứ nhất là dùng phải đúng liều. Uống quá liều cũng có thể làm cốt hóa sớm khiến cho trẻ bị lùn đi. Ngoài ra còn gây ra táo bón, sỏi thận ở trẻ. Thứ hai là bổ sung canxi thì nên kết hợp với vitamin D3 và vitamin K2. Vì D3 sẽ giúp cho tăng cường hấp thu canxi tại ruột, còn K2 sẽ tăng cường giúp gắn canxi vào xương trúng đích. Thứ ba là uống canxi tốt nhất là sau ăn sáng khoảng 30 đến 60 phút. Thứ tư là nếu bé không uống đủ sữa hoặc trong giai đoạn tăng trưởng phát triển xương mạnh thì cần phải bổ sung canxi ngay lập tức với hàm lượng canxi liều cao. Thứ năm là hãy chọn canxi dạng hữu cơ để dễ dàng hấp thu, dễ dàng đào thải, tránh việc con bị táo bón, nóng trong. Thứ sáu, magie cực kỳ quan trọng trong việc tăng cường hấp thu canxi ở ruột và cũng là một trong những thành phần quan trọng cấu tạo lên xương. Cuối cùng, nên làm đầy bể canxi ở xương cho trẻ trước 8 tuổi để làm tiền đề cho sự phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì. Và cần chú ý đối với một số bà mẹ đang mang bầu, cần phải bổ sung canxi đầy đủ để con có thể phát triển khỏe mạnh ngay trong bụng mẹ. Và cũng như khi con dưới 6 tháng tuổi đang bú mẹ hoàn toàn thì mẹ cần phải bổ sung đầy đủ canxi để nguồn cung cấp canxi từ sữa mẹ để cho con phát triển một cách khỏe mạnh. Khi trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên thì mẹ nên bổ sung canxi cho trẻ khoảng 2 đến 3 đợt một năm để giúp cho xương và răng của trẻ phát triển một cách khỏe mạnh.